Chào các bạn, trở lại với lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn món gỏi bò Thái Lan. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Và bây giờ mình sẽ mời các bạn thử cùng mình nha. Thơm quá các bạn ơi. Bò, thịt bò thì nó mềm, độ giòn của cái rau cải của mình đó, nó giòn nữa, ngon lắm các bạn. Đây là mình có nguyên liệu là cần tây, sả, vài trái chanh, vài trái ớt, nửa củ hành tím nha các bạn, nửa củ hành tây mà hành tím nha các bạn, mình cắt ra nửa củ nè. Bạn nào không có hành tây màu tím như thế này các bạn có thể dùng hành tây trắng. Ớt chuông thì các bạn mình có là đủ thứ loại, đủ màu, bốn màu khác nhau. Nếu các bạn có một màu thì các bạn chỉ dùng hai trái thôi. Ở đây mình có mọi thứ nửa trái. Ở đây là mình có một trái dưa leo nữa. Và rau thì mình có rau răm, ngò gai nha các bạn, để mình bỏ vô cho nó thơm. Bạn nào không có rau răm, ngò gai thì các bạn có thể dùng những loại rau mùi. Ở đây thì mình có một ký thịt bò, rượu trắng và dầu ăn, một chén đường, một chén giấm. Mình nấu lên mình làm nước giấm đường để mình ngâm những cái nguyên liệu này nè các bạn. Và một muỗng muối, mình sẽ nấu chung với lại giấm đường cho nó đậm đà lên. Đến cái phần mà mình để mình trộn gỏi đó các bạn, thì mình gồm có là nửa chén đường, nửa chén nước mắm, một ít đậu phộng mình rang sẵn, một muỗng canh tỏi băm, một muỗng ở đây thì mình có hai muỗng canh nhưng mà mình sẽ dùng một muỗng thôi nha các bạn. Hai muỗng thì nó hơi nhiều quá. Cái này là bơ đậu phộng đó các bạn, mình dùng vô cho nó thơm. Và ở đây là mình có tương ớt thái loại này nha các bạn, tương ớt thái các bạn nhớ mua loại này. Nước giấm á, bây giờ mình sẽ bật lửa lên. Rồi mình dùng một chén giấm hồi nãy mình giới thiệu đó, một chén giấm nha các bạn, mình đổ vào, và một chén đường, một chén giấm, một chén đường, mình đổ vào đây, và mình sẽ bỏ một muỗng cà phê muối vào trong cái giấm đường này các bạn. Mình sẽ quậy đều lên, mình sẽ quậy chờ cho nó sôi, cho nó tan ra hết. Bây giờ mình sẽ tắt lửa ha, mình để nguội nha các bạn. Trong thời gian tắt lửa mình để nguội á, mình để cho nó nguội để chút nữa mình ngâm vào đó, thì mình sẽ quay sang mình cắt thịt bò ra mình ướp. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thịt bò nha các bạn. Cắt thịt bò ra, miếng thịt bò của mình 1 kg mình cắt làm 3 nha các bạn. Các bạn dùng cái thịt bò thịt thăn nha các bạn, loại thịt bò thịt thăn rất là ngon. Bên trong các bạn thấy không có mỡ, thấy không? Mình sẽ lóc cái phần bò mỡ ở phía ngoài này, mình lại mình bỏ bớt, còn dính lại chút xíu mình cũng bỏ nó đi. Đó, mình chỉ cắt ra làm 3 khúc thôi. Sau đó mình sẽ ướp nha các bạn. Mình sẽ cho một chút xíu muối vào đây, các bạn dùng khoảng một muỗng cà phê muối thôi nha. Cái này miếng to cho nên mình cứ ướp bình thường, rắc lên như vậy là được rồi. Và khoảng một muỗng cà phê muối các bạn trộn đều lên. Các bạn cứ nêm cho theo từng tự á, là ngọt, mặn, béo, thơm. Cho nên ở đây mình cho muối trước. Mình không cần đường nha các bạn, mình cho muối trước. Sau đó mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vào đây. Mình đang một muỗng canh dầu ăn. Theo nguyên tắc là các bạn cứ chiến cứ là ngọt mặn béo thơm, là các bạn cứ nêm tới như vậy là nó ngon lắm. Mình sẽ cho rượu trắng, một muỗng canh rượu trắng kế tiếp. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên, thơm mùi rượu lắm các bạn. Các bạn nhớ nhé, muối, dầu ăn và rượu trắng các bạn ướp vào trong cái bò này. Các bạn để trong khoảng 5 phút với mình ha. Sau đó mình sẽ bỏ vào mình nướng. Trong thời gian mà mình chờ thịt bò cho thấm đó các bạn, thì mình sẽ mở lò lên. Mình mở lò lên trước 15 phút, 10 phút vậy đó, 10 phút cho cái lò nó nóng đều trước đó. Sau đó mình sẽ bỏ thịt bò vào mình nướng thì nó ngon miếng thịt lắm. Mình mở 400 độ F nha các bạn, là khoảng 200 độ C đó. Mình muốn nướng trong vòng 20 phút nha các bạn. Bây giờ sau 10 phút mình mở lò rồi đó các bạn, cái lò nó đã nóng đều rồi đó. Mình sẽ cho thịt bò hồi nãy mình ướp rồi đó,
mình sẽ cho vào đây, mình nướng lên trong cái khe này. Thịt bò thì các bạn không có cần phải cho chín nhiều lắm, chín quá thì nó bị khô cái miếng thịt bò đi, với lại nó bị dai lắm. Nó vừa chín tới thôi, mình vẫn ở trong mình còn thấy đỏ đỏ thì không sao hết. Tại vì thịt bò người ta có thể làm tái được. Mình vừa chín tới là mình lấy nó ra. Bây giờ mình sẽ bỏ vào chính giữa của cái lò. Các bạn nhớ là để chính giữa nha. Để chính giữa là nướng. Rồi mình sẽ để nắp lò lại. Mình sẽ nướng trong vòng 20 phút nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm những cái loại rau quả này nha các bạn. Dưa leo thì mình cắt cái đầu nó mình bỏ đi. Sau đó cái dưa leo ở bên này nó to như thế này các bạn, nên mình phải gọt cái vỏ nó đi. Vỏ ở phía ngoài nó hơi cứng. Sau đó mình sẽ chẻ đôi cái trái dưa leo ra. Các bạn nếu mà bạn nào mà thấy cái phần hột nhiều quá, các bạn có thể lấy cái phần hột ra bớt. Đây thì mình lặn bỏ cái phần hột ra bớt. Tại vì cái phần hột nó có nhiều nước lắm, nó sẽ làm cho cái gỏi mình không có được ngon. Vỏ nó giòn lắm. Sau đó mình sẽ cắt mỏng nha các bạn. Các bạn cắt mỏng thôi. Cắt mỏng như thế này các bạn. Thay vì mình bào thì nó hơi nhuyễn quá, cho nên mình cắt hơi to to hơn bào một chút. Sau đó mình sẽ cho vào trong cái thau này. Rồi mình cứ tiếp tục cắt nha các bạn. Những rau củ này mình ăn sống á, bổ lắm các bạn. Nước màu thì mình có nửa trái. Mình bỏ cái phần ở phía trên nó có hộp nè, mình sẽ bỏ nó đi. Các bạn cắt theo cái chiều của trái ớt như này. Các bạn cắt mỏng cho mình. Mình dùng ớt nó đủ màu vậy, làm cho cái gỏi mình nó có màu, nó hấp dẫn lên. Các bạn nào không có nhiều màu ớt vậy thì các bạn dùng một màu cũng được. Rồi mình cứ tiếp tục cắt như vậy. Ở nhà mình có tiệc đó, mình làm cái món này đó. Bạn bè của mình trước khi mình làm mấy cái món này. Món này các bạn mình thích lắm. Đây là cái màu cam nè các bạn. Hồi nãy mình mới cắt là màu vàng, còn đây là màu cam. Bây giờ mình bắt đầu cắt phần tay các bạn. Phần tay thì các bạn cắt xéo xéo như các bạn cũng cắt mỏng. Trong lúc mình cắt nè các bạn, mùi cần tay á, mùi ớt nè, nó bay mùi lên thơm á. Thêm mấy cái rau thơm của mình nữa nè, nó làm lên mũi nó thơm lắm các bạn. Chút nữa mình sơ chế lại là cái món này nó đầy đủ những cái mùi thơm. Ngon lắm. Bạn nào chưa làm thử cái món này, các bạn cứ thử làm đi. Hơi công phu mà nó ngon lắm. Cũng không có lâu lắm đâu. Mình chuẩn bị thì nó hơi rườm rà một chút, chứ cũng dễ làm lắm. Thì bây giờ mình sẽ lột cái hành tím. Cái hành tây mà hành tím ở bên này nó ngon kìa các bạn, cái màu nó đẹp chứ. Các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ lột cái vỏ ngoài mình bỏ. Cái sợi nha cũng được. Sau đó mình xả này mình cắt. Cái xả này nè các bạn, mình cắt nhỏ ra cái này nè. Để chút nữa mình bỏ vào cho mình trộn với lại gỏi đó. Cho nên mình không có bỏ chung với lại mấy cái rau quả. Mình sẽ bỏ vào trong cái chén này. Thì chút nữa mình sẽ trộn chung với gỏi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái nước chấm đường hồi nãy mình nấu đó các bạn. Mình sẽ cho vào đây mình ngâm. Mình chế vào trong này hết, mình ngâm nha các bạn. Các bạn nhớ là ngâm cho mình khoảng 15 phút nha các bạn. Mình mới được ngâm xong mà mình đã nghe mùi thơm cái gỏi đó. Mình chưa trộn nè, mình đã nghe đó. Mùi ớt, mùi hành, mùi dưa leo. Thơm quá. Bạn nhớ nè, mình sẽ để 15 phút nha, cho nó thấm cái giấm đường đi. Mình sẽ dớt em để ráo. Bây giờ mình sẽ tiến hành pha cái nước mắm gỏi nha các bạn. Ở đây mình cho đường vào trước. Nửa chén đường nha các bạn. Và nửa chén nước mắm. Mình trộn đều lên. Ở đây mình có một muỗng canh tỏi, mình bỏ vô luôn. Và mình sẽ cho hai trái ớt vào đây nha các bạn. Hai trái ớt mình cắt nhỏ đây.
mình bỏ cái phần đầu trái ớt mình quậy đều lên. Sau đó mình sẽ bắt chanh vào nha các bạn. Mình quậy cho nó tan đường ra hết đi. Mình sẽ chắc chanh vô. Ở đây thì mình dùng khoảng 3 trái chanh các bạn. Nếu mà chút nữa mình nếm á, mà cái chanh nó chưa đủ chua thì các bạn có thể vắt thêm tùy theo khẩu vị của mình. Bạn nào muốn ăn chua nhiều thì mình có thể vắt chanh thêm. Vắt vào đây. Nếu mà các bạn có chanh mà trái nhỏ nhỏ thì các bạn có cho thêm 4 hoặc 5 trái. Còn hôm nay mình có trái to thì mình cho 3 trái thôi. Nói tới gỏi thì các bạn nhớ là phải chua. Chua nó mới giống gỏi. Mình đừng có làm lờ lỡ quá thì nó không có ra cái gỏi. Bây giờ mình sẽ quậy đều cho đường với lại chanh tan nó hòa với nhau. Rồi bây giờ mình nướng đúng 30 phút rồi nha các bạn. Nửa tiếng nha các bạn. 30 phút. Cái chín rồi mình sẽ lấy ra. Mình sẽ lấy ra và bắt đầu mình cắt nhỏ nhỏ ra. Trong khi mình lấy thịt bò ra rồi, trong thời gian mình chờ cho thịt bò nguội đó các bạn, mình sang qua mình sẽ vắt cái này ra cho nó ráo nước. Thả mình ngâm được 15 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vắt ra đây cho nó ráo nước. Cái này thì nó thấm nước vào trong này dữ lắm, cho nên các bạn cứ bóp mạnh tay nhớ ráo cái miếng rau á, thì chúng mình trộn gỏi nó không có bị tinh nước ra ngoài. Rồi bây giờ thịt bò đã nguội rồi các bạn, mình sẽ tiến hành cắt nó ra. Các bạn thấy khi mà mình nướng cái thịt bò bên trong đó, nó còn hơi đỏ đỏ như này các bạn, hơi thôi nhưng vừa chín tới như vậy nè, ngon lắm các bạn. Các bạn đừng để chín quá nó bị khô mà nó dai thịt bò lắm. Bạn nhớ là cắt mỏng nha. Thế mình cắt nó còn tươi cái đỏ đỏ ra như vậy là được nè. Thịt bò mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Mình sẽ bỏ vào trong cái thao này. Mình sẽ trộn lên. Bây giờ mình sẽ cho bơ đậu phộng vô nha các bạn. Sau đó mình cho sả hồi nãy mình cắt phân phanh nè. Mình cho vào đây luôn. Mình sẽ cho tương ớt Thái. Các bạn nhớ là cái hiệu này nha. Chili paste. Mình sẽ cho vào đây nửa hũ thôi nha các bạn. Ở đây mình còn có nửa hũ cho nên mình bao nhiêu đây thì mình dùng nửa hũ đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Ăn quá. Món này đặc biệt lắm các bạn. Mùi sả nè, mùi hành, mùi thơm của dưa leo nữa. Wow. Sau khi mình bóp đều xong rồi đó, mình sẽ cho vài cái lá chanh. Các bạn nhớ là mình không có cái chanh Thái á. Không có cái lá chanh Thái á, thì mình dùng cái lá chanh thường cũng được. Các bạn nhớ cắt nhỏ ra nha. Rồi các bạn cho vào đây lá chanh. Sau đó mình cho vài lá ngò gai. Các bạn không có rau ngò gai thì các bạn có thể dùng rau mùi đủ loại cũng được. Rau tí tô, quế hoặc là húng lủi, húng cay. Sau đó mình sẽ cho vài cọng rau răm vào. Rau răm ở đây mình rau răm non cho nên mình không cần phải lặt. Mình rắc lên phía trên này. Thơm quá các bạn ơi. Và sau đó thì mình sẽ cho nước mắm hồi nãy mình quậy á. Nước mắm hồi nãy mình quậy đều với lại đường, với tỏi, với chanh đó các bạn. Mình sẽ rưới lên phía trên. Chừa lại chút xíu mình coi nó có vừa ăn hay không. Nếu các bạn nào tùy theo khẩu vị của mình, các bạn muốn thêm thì mình thêm chanh vô. Những cái loại gỏi khác các bạn có thể dùng đũa trộn được, nhưng mà cái này mình cứ dùng đôi tay mình bóp cho nó thấm. Và bây giờ mình sẽ nếm thử nha các bạn. Ngon quá các bạn. Thịt bò thì mềm, mềm mà ngọt nữa. Tại vì mình ướp với đũa trắng đó, cho nên nó không có ra cái nước ở ngoài nhiều. Nó làm cho cục thịt bò nó mềm, nó ngon. Và mùi thơm của cần tây nữa, ngon lắm các bạn.
Đặc biệt là cái nước sốt này á, nó có nước cốt me ở trong đó, cho nên hả, nó làm cho món ăn của mình hấp dẫn lên, đặc biệt lên. Ngon các bạn, ngon đặc biệt luôn đó các bạn. Cái ớt mà mình ngâm về nó giòn lắm, cái cần nó cũng thơm lắm, ngon tuyệt vời luôn các bạn. Nếu mà các bạn nào mà không mua được cái nước sốt này á, thì các bạn có thể dùng nước me với lại tương ớt, các bạn có thể hòa chung vài đây liền lại với nhau, là làm cho cái món ăn này nó đặc biệt lắm các bạn. Nó ngon tuyệt vời, ngon lắm, các bạn thử làm đi. Chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.